Hi các bạn, hôm nay mình sẽ làm món khoai chiên bơ và mật ong. Và hôm nay là mình có ba củ khoai lang này nè các bạn. Mình ba củ này là khoảng 700 g. Đó. Rồi mình sẽ có mật ong, thì mật ong mình sẽ cần khoảng 30 ml mật ong như thế này. Và đây là bơ, bơ này và bơ lạc nhé. Mình sẽ cần là khoảng 20 g bơ lạc. Và đây là mè rang, mình cần một chút xíu mè rang như thế này, mình đã rang sẵn rồi các bạn. Rồi, và đây là nửa muỗng cà phê muối để mình bỏ vào nước lạnh để mình ngâm khoai. Khi mình gọt á, nó khoai của chúng ta nó không có bị thâm ha. Rồi, và tiếp theo đây là dầu ăn để chút nữa mình sẽ chiên khoai này. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món này ha. Cái món ăn vặt rất là ngon của các bạn trẻ hiện nay. Bây giờ á, thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước như thế này. Và mình bỏ vào đây là nửa muỗng cà phê muối ha. Đó, mình sẽ để vào, bắt đầu mình sẽ gọt khoai thế này. Đó. Mình sẽ gọt vỏ ha. Khoai của chúng ta đây nó màu cam cam nè các bạn. Cái màu sắc rất là ngon. Đó. Khi mình chiên lên đó, cái miếng khoai của chúng ta có cái màu đẹp đẹp mắt ha. Rồi tẩm thêm bơ, rồi thêm mật ong vào rất là thơm, ngon nữa. Rồi mình đã gọt xong một củ nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ ra ha. Bây giờ cái này mình chia ra khoảng làm 3 ha. Mình cắt ra giống như là những cái chip mình chiên khoai tây mình ăn vậy đó các bạn. Mình cắt miếng vừa ăn ha. Đó, rồi mình cắt cộng lại. Mình cắt cộng như thế này ha. Và mình bắt đầu mình sẽ bỏ vào cái thau nước hồi nãy mình cho chút xíu muối vào á. Nhiều quá thì mình cắt cho nó nhỏ lại một tí ha. Đó, mình bỏ vào trong cái thau nước muối để cho khoai của chúng ta để nó không có bị thâm ha. Những cọng khoai như thế này ha, giống như chip vậy đó các bạn. Các bạn sẽ làm lần lượt cho hết hết số khoai của mình. Và đây là cái thau khoai lang nè các bạn, mình đã cắt xong rồi nè. Đó, những cọng khoai giống như cọng chip vậy ha. Bây giờ mình sẽ đem đi xả nước lạnh và mình để cho nó ráo ha. Rồi sau đó mình sẽ đem đi chiên trên bếp nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo dầu lên ha. Mình cho lửa nó nóng dầu lên. Và sau đó mình sẽ đem cái khoai này nè các bạn, mình đã làm cho nó khô rồi nè. Để mình chiên vào để cho cái nước nó không có bị bắn ra, làm cho chúng ta bị phỏng ha. Mình thử coi dầu của mình nó đã nóng chưa ha. Rồi nóng. Bây giờ mình sẽ cho khoai vào, mình chiên. Mình chiên từ từ nha các bạn. Mình chiên cho nó vàng khoai của mình, rồi sau đó mình vớt ra giống như mình chiên chip vậy đó. Mình chiên cái này trên cái lửa vừa thôi hắn các bạn, để cho nó từ từ nó chín. Mình chiên một chút xíu, mình thấy khoai của mình nó đã vàng rồi các bạn. Rồi mình sẽ vớt ra ha. Mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy để thấm dầu ha. Để cái bên. Rồi mình sẽ vớt cái khoai này ra. À, cái màu rất là đẹp luôn ha. Màu cam cam. Đó, mình phải thấm cho nó hết dầu trong cái khoai này. Để mình ăn mình không có bị ngán. Rồi, sau đó là mình sẽ cho tiếp cái phần khoai còn lại ha. Hồi nãy mình chiên phân nữa. Bây giờ mình sẽ chiên tiếp. Cho cái số khoai này nó chín luôn ha các bạn.
Rồi đây là cái khoai của mình á, sau khi mình đã chiên xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo khác lên ha. Mình cho nó nóng lên để mình trộn sốt vào. Bây giờ mình sẽ cho bơ vào ha. Mình cho bơ nó tan ra. Các bạn nhớ là mình lấy bơ lạc, các bạn đừng có lấy bơ mặn ha. Có hai loại bơ, một loại là có muối và một loại không có muối. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là hết mật ong luôn ha. À, món ăn này các bạn có thể làm cho các bé ở nhà ăn vặt á. Các bé rất là thích cái món này. Nó béo béo mà nó ngọt ngọt ha, nó thơm thơm ha. Rồi nó đã sôi như thế này rồi, bắt đầu mình sẽ cho cái khoai lang hồi nãy mình chiên nó, mình bỏ vào mình trộn ha. Mình sẽ trộn đều lên để cho cái bơ với mật ong đó nó thấm đều vào trong cái khoai của chúng ta. Mình nó rút vào ha, rút vào cái miếng khoai. Rất là thơm luôn. Rất là tuyệt vời ha. Ngọt ngọt béo béo. Các bạn á, có thể làm nhà các bạn có khoai lang trắng hoặc khoai lang tím gì đó, các bạn làm đều được hết các bạn. Đó, mình thấy nó đã thấm vào trong cái miếng khoai mình. Bây giờ mình sẽ cho mè lên. Như thế này mình sẽ chừa lại một chút xíu để chúng mình rải lên mặt ha. Đó, đó mình trộn cho nó đều như thế này rồi mình sẽ tắt bếp và mình đem ra mình ăn cho nó nguội nguội một tí của mình ăn ha. Và đây là khoai lang chiên bơ mật ong của mình đã xong rồi các bạn. Các bạn thấy rất là ngon ha. Bây giờ ở đây nó rất là thơm luôn á. Cái mùi mật ong và mùi bơ nữa, thêm mè của mình rất là thơm trên mặt đó các bạn. Mình để cái này cho nó hơi nguội nguội một tí rồi mình cho các bé ở nhà ăn cũng rất là ngon. Các bạn thấy rất là dễ làm đúng không? Mình hy vọng là các bạn có thể làm thành công cái món này nha. Và bây giờ mình chào tạm biệt các bạn.